câu kia cô nói rằng một cái người này đi bán vé số mà khổ đau mà muốn tự tử chết, mà biết cái cô này cô nói, cô bấm vô cái trang thầy Nhân Đức cô nghe đi, rồi cô nghe một tuần đi, rồi lúc đó cô muốn chết thì cô đi chết. Bà nói một câu công nhận hay thiệt luôn quý vị ơi, nói một câu vậy đó. Bà nói giống như tùy duyên đi, bà không có bắt buộc, nhưng mà bà nói một câu cô bấm vô cái trang thầy Thích Nhân Đức cô nghe, cô nghe một tuần xong cô muốn đi chết thì cô chết. Bà này bà nói, bà nghe bà này nói gì, bà nói ủa sao nó ngộ cái trạng, nghe thử coi. Bà vô nghe một tuần lễ xong bà lại bà gặp bà này, bà nói rằng khỏi chết nữa, hiểu không? Bây giờ mỗi một buổi giảng nghe một buổi này thôi, giờ nó cũng có cái vấn đề để mà cởi mở được nữa, đừng nói chi nghe hàng tuần, chỉ cần một buổi này là nó có hết trơn rồi chổng ơi. Cái lập luận của những đức là lập luận cũ, nên từ nơi đó mà quý vị nghe bài nào nó cũng là ngay cái bệnh của chúng ta đó. Bài nào cũng ngay cái bệnh của mình á. Nên bây giờ quý vị đi đến đây học Phật á, mà quý vị có thể cởi mở tâm tư, quý vị có thể vui, quý vị có thể thoải mái, có được nụ cười nhiều. Những đức nói đây là cái điều mà chúng ta đi học cái hạnh phúc rõ ràng rồi còn gì. Hạnh phúc rõ ràng rồi. Rồi bây giờ mình đem cái hạnh phúc này mình chia sẻ cho người ta, mình đem cái hạnh phúc này mình giúp đỡ cho người ta, thì tức khắc á là phương pháp diễn hóa kiếp nạn nhân sinh chứ gì. Thấy không? Phương pháp quá giải kiếp nạn nhân sinh. Rồi mỗi tuần bây giờ tượng Phật tặng nè một chút nè, khi giảng pháp xong, phóng sanh cũng đích thực xong, thì những người nào mà thỉnh tượng Phật vô đây ngồi, từ khi những đứa sắp chỗ này là thấy nó ổn nè. Lúc trước chàng chàng đây thấy nó kỳ ghê, đúng không? Nên á, những người mà mình á, thỉnh tượng Phật mà thỉnh giùm á, quý vị càng ngày càng hạn chế lại, để cho những con người mà thật sự thỉnh tượng Phật nên đi đến đây thỉnh. Nó hay quý vị à, rất là hay. Quý vị làm điều này nó cũng tốt, nhưng mà người ta lại không trân quý rồi sao? Quý vị ơi, chúng ta đi rước vợ mà mình còn đem chầu cao, cha mẹ hai bên gặp nhau mới đi rước được con vợ về. Bên này là rước vợ đó, còn này mình rước Phật. Mà chỉ có một mình đi rước mà mình còn không đi, mình đâu có một cái tâm gì cung kính Phật Bồ Tát đâu quý vị, đúng không? Nói quý vị thấy không, người ta lý luận rất đơn giản mà quý vị nghe phải dễ hiểu không? Cực kỳ dễ hiểu luôn, cái câu quý vị thấy rất dễ hiểu. Quý vị, bây giờ từ khi là cha mẹ chết hết, dòng họ chết hết, còn có một mình cái thằng này, thì bây giờ chắc là chết hết trơn, bây giờ bắt rễ luôn chứ làm sao bây giờ. Thì thôi làm cái đám cưới cũng là bên vợ biết rõ ràng, bây giờ cha mẹ, ông bà, dòng họ nó chết hết trơn rồi, còn có mình nó còn sống mà nó cũng đàng hoàng thôi, bắt rễ. Rồi bây giờ nêu lên cho bên đàn gái biết rằng là giờ tôi bắt rễ. Người ta bắt rễ, người ta nêu cho bên đàn gái biết là để cho mọi người chứng minh rằng là thằng này con rễ của tôi mà ở nhà tôi luôn rồi đó. Nó rồi từ từ người ta lại nhập khẩu cho thằng này ở nhà luôn. Nó từ nơi đó nó có một cái lễ đám cưới. Cái lễ đám cưới là cái gì biết không? Là cái lễ chứng minh đó. Để hai bên này chứng minh cho đôi trẻ nó đến với nhau. Chứng minh đó quý vị. Để cho cái đôi trẻ này đến với nhau, nó cần giải quyết cái gì nó giải quyết. Nó rõ ràng ra vậy đó quý vị. Nên á, ngày xưa người ta làm đám cưới á, mà cái giờ lễ mà cái lễ động phòng là người ta làm bằng đêm quý vị. Người ta vừa làm lễ cưới xong là người ta vừa là ví dụ như là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, động phòng qua chút là người ta đi vô luôn đó quý vị. Là lúc đó người ta đi vô trong động phòng luôn rồi đó. Là buổi tối quý vị à, cái lễ đó là người ta làm buổi tối. Nó nên á, cái lễ đó cũng gọi là hơi ngại ngùng chút đó quý vị. Nó nên á, từ nơi đó người ta làm buổi tối. Khi người ta giao bái xong hết trơn, bắt đầu là cái câu cuối cùng là động phòng qua chùm. Đó, lúc đó vô đó là chia quần chia áo gì đó chia đi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà, hiểu không?
Nên từ từ đó. Không, nhiều cô ở đây mà mình đã từng lên xe hoa mà đi động vòng mấy cô thấy nó giàu dạt tâm tư lắm nha. Nếu thật sự trong cuộc đời mấy cô chưa từng có một người đàn ông nào trong cuộc đời thì chắc chắn với mấy cô rằng cái đêm mà động phòng là mấy cô giàu dạt tâm tư mấy cô dữ lắm. Chắc chắn mấy cô luôn đó. Nó cũng hồi hộp lắm đó quý vị ơi. Tim đập cũng hơi mạnh đó. Tay chân bị lạnh đúng không? Tay chân lạnh hết trơn. Nó nên chứ không phải đơn giản đâu nghe. Còn như mà mình bây giờ tuổi trẻ bây giờ nó trải nghiệm á, nên cái mà đám cưới và động phòng nó cảm thấy nó rất bình thường. Nó chỉ là tìm hiểu thôi. Nó chứ ngoài ra thì nó biết hết rồi. Nó dạy quá rồi, nó hiểu hết. Nên gọi là cái đám cưới bây giờ nó không có vui như đám cưới ngày xưa. Cái đám cưới ngày xưa nó có một cái nhân sinh gì. Hồi xưa dưới quê miền Tây á, có cái lễ cưới là chúng ta nam nữ đồ tập trung lại, rồi người thì bẻ vòng hoa, chặt lá dừa để bẻ bông á quý vị, bẻ bông méo méo như ngày xưa nhưng đứa cũng bẻ nữa, làm rạp đám cưới, thấy không? Nó vui thiệt là vui. Rồi đi rước dâu lại dụ nhà ở sớm đó, bao đứa con gái mà coi đứa nào được được nhất thì bắt đầu là mời đứa đó đi rước dâu. Rồi bên đàn trai đồ có con trai, bên đàn gái có con gái đồ, cái đều đi rước dâu nghe quý vị. Còn con trai đồ có được đồ bằng áo bỏng thùng đồ ngon ngon đồ, cũng chạy đi mượn dài chùm sớm đồ mang. Nó ở đầu kiếm xe Honda đồ mượn của người ta chạy đi chứ sao. Còn ngày xưa mà cái thời chưa có xe Honda mà đi bằng tàu á còn vui nữa. Chàng ô đám cưới mà nhậu vô ba sùng ba sực, rồi quý vị biết rằng lên tàu là nhảy múa tưng 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 trên tàu vậy đó. Mà có khi mà chạy tàu rớt sông chúm chúm luôn quý vị. Rồi có những cái đám cưới mà đi ngang cầu khỉ nữa, rất là vui quý vị ơi. Đám cưới rất là nhân sinh. Nó còn bây giờ thật sự mà nó càng phát triển, nhà hàng đâu có sẵn hết trơn, nó càng tiện lợi, nó lại không còn cái nhân sinh của cái đám cưới. Thêm cái nữa quý vị biết gì sao mà ngày xưa ta sống nhau hạnh phúc lâu quý vị? Vì người ta có quy tắc làm rể 3 năm. Mà quý vị biết cái làm rể 3 năm đó là cái lý do gì không? Nghe nè. Cái làm rể 3 năm đó đó là cái tìm hiểu và coi chân cẳng thằng rể này sao? Có phải là người đàn ông có thể gánh vác gia đình hay không? Trong 3 năm đó đó mà không ổn định là không gả con gái đó. Quý vị nhớ kỹ nghe, gả rồi đó, chấp nhận đó. Nhưng mà trong 3 năm làm rể mà không ổn định là không gả đó. Nên bữa củi nè, rồi làm việc này việc kia nè, gánh nước nè. Tại ngày xưa đâu có máy bơm, hoàn toàn gánh nước, củi là đi bữa củi. Mà củi ngày xưa, bữa củi là móc gốc cây. Nên từ nơi đó rất là cực. Nên có được con vợ 3 năm trời mới có được, rất cực mới có con vợ. Nên vô cùng trân quý em. Không, cho quý em vô cùng luôn. Không, đó. Nên người ta rất là trân quý vợ vì được 3 năm mà không có cái chuyện mà nói dám tùy tiện gặp vợ mình đâu quý vị. Tại vì chưa có làm đám cưới. Nên có khi mà nàng ở, nó ngồi ngay chăng cái cửa sổ á, mình bữa củi này kia nó nhìn mình, mình liếc liếc cười cười chơi cái thôi. Vậy đó mà bữa trộn sức hồi hộp con thấy mệt. Cái cảm giác nó lạ lắm quý vị ơi. Cảm giác nó không nói chuyện được, mình nó chỉ quất quất nhìn thôi. Nó còn vô ngồi ăn cơm á, là mà ngồi xa xa, đâu có được gấp đồ ăn cho nhau gì đâu. Lâu lâu nó có cái bánh gì nó đi ngang, nó nói nè, cái rồi nó đi. Vậy đó quý vị ơi, mà làm không thấy mệt, mà nó vui làm sao á. Cái ăn tình đó nó nuôi dưỡng cái sự hạnh phúc cả đời cho người ta. Nó không quá vội vàng quý vị à, nó không có vội vàng được. Nó nên á, mà sau này từ từ nó tiến bộ hơn. Khi đi coi vợ là mình là phải biết nấu nước pha trà. Nên mình vô mình nấu nước là cái con nhỏ kia đó là cha mẹ phải kêu về. Kêu về để nó ra phía sau, nó chỉ cái chỗ cái lò đây, rồi nó chụm, nó bắt nước lên mình chụm lửa, thì mình lúc đó mình mới nhìn chân, nhìn cẳng, nhìn mặt, nhìn mày. Đó là phát triển hơn rồi đó quý vị. Chứ xa nữa thì không có được vậy đâu. Không có được vậy đâu quý vị à.
nó là cha mẹ quyết định cho con, rồi là được hứa rồi phải làm rể 3 năm. Còn sau này phát triển hơn nữa là vô trong bếp nấu trà, nấu trà mà cái con nhỏ đó nó không chịu ra nấu là mình dọn đi, vì mình biết nhỏ này có bồ. Nó không chịu ra nấu trà, hoặc nó nấu mà mặt chậm chậm, hoặc là mình hỏi nó tiếng một không trả lời là mình biết nhỏ này có bồ rồi, mình dọn, chứ mình đừng có làm quê mặt thêm nữa. Nó giỡn đâu. Quý vị biết rằng những đức hồi xưa ngoài đời mà tính ra 3-4 lần, mà 3-4 lần mà gọi là sắp sửa đám nói, đám cưới, mà những đức đều giọt không, là do cái duyên những đức. Bây giờ những đức biết mình đi tu, tuy những đức không có đẹp trai gì mà những đức được một cái là nói chuyện. Khi nói chuyện với cha mẹ người ta hoặc nói chuyện với cô dâu là người ta thấy rất là thích. Nên từ nơi đó mà cái duyên mình do đi tu, nên từ nơi đó mà không có dính vô cái chuyện vợ chồng, nên mình cũng biết được chút đỉnh cái chuyện mà đi đến nhà người ta làm sao làm sao. Bây giờ mới nói cho vị nghe nè. Bây giờ chúng ta trong buổi giảng là tại sao nói những điều này quý vị? Để cho quý vị biết được ngày xưa chưa có phát triển gì mà tại sao vợ chồng sống lâu năm hạnh phúc, dù có khổ cỡ nào cũng sống với nhau, không có dám cái chuyện mà chia tay với nhau. Ngày xưa mà nói mà con gái mà gả rồi mà tùy tiện đi về nhà cha mẹ la lắm đó, mày làm gì là mày làm mất mặt tao đó. Con người ta là con hiếu, mà đã là con hiếu thì đã gả đi rồi, mày có khổ cỡ nào mày cũng phải sống. Khổ cỡ nào cũng phải sống. Không có được cái chuyện mà thay chồng đổi vợ. Quý vị coi, từ nơi cái hành động đó mà ngày xưa rất nhiều thánh nhân ra đời. Rất nhiều thánh nhân ra đời. Vì coi lịch sử đi, cái người mà khoảng cỡ 100 năm về trước có rất nhiều nhân tài xuất hiện trong cái thời cuộc. Thời cuộc bây giờ thật sự mà nói, học thức thì có thừa mà tài năng thì không có. Phải không quý vị? Nhận thức đi. Là vì sao? Con người chúng ta quá tiện lợi làm sao có tài năng? Quá tiện lợi làm sao có tài năng hả quý vị? Quý vị biết lúc trước mà những đức mà ngồi giảng pháp này, mà khi những đức tập giảng một mình á, là đặt một chiếc máy quay phim cũ ngày xưa của những Thịnh ổng quay, là những đức ngồi nói chuyện một mình, nói xong những đức mới coi lại. Nói xong coi lại. Từ nơi đó mà những đức kiên nhẫn nói với quen. Xong rồi thầy cho những đức nói chuyện với mấy cụ già, sáng nào cũng nói. Vậy mà những đức kiên nhẫn đến mức lên pháp tòa luôn đó. Thấy rõ ràng không, sự thành công của con người là từ kiên nhẫn không quý vị? Quý vị không kiên nhẫn sao thành công? Mà thành công của những đức là từ cái cực kỳ đơn giản luôn. Trong cái thời đó gần 300 anh em nam mà ở trên chùa trên đó, rất nhiều chú học giỏi, cực kỳ giỏi, cũng như những Minh bên Mỹ về học rất giỏi, nhiều chú học rất giỏi, mỗi người là có một tài năng học tập rất giỏi, đẹp, nhiều người đẹp lắm. Ngày xưa trên đó rất nhiều chú hảo tướng đẹp lắm. Mấy ông thua những đức đúng một chỗ, sức kiên nhẫn và chịu đựng kém hơn những đức. Chỉ đúng chỗ đó thôi. Và khi những đức học tập với thầy, quay cái quạt của anh kia giùm. Nên khi mà những đức học tập với thầy, quý vị nhớ kỹ, là cái câu cực kỳ quan trọng luôn. Những đức đi vô chùa mà những đức nghe thầy nói một câu này nè: 20 mấy năm đi vòng vòng, khi gặp tịnh độ có mấy năm, mà có một cái pháp hội tu các pháp khác 30 năm cũng không bằng. Nhớ câu đó liền. Thêm cái câu là gì? Một câu A-di-đà ăn tới già không hết. Thầy xưa nói câu đó.
Và thầy nói thêm một câu là gì? Là thầy sẽ tán thán tịnh độ này đến tận đời vị lai. Đó là những câu mà Như Đức nhớ mãi khi mà cái khởi đầu của Như Đức nghe, rồi là duy trì luôn. Những Đức duy trì luôn tới bây giờ. Và thêm mà khi mà đại chúng mà lễ Phật, quý vị, Như Đức đi vòng vòng chùa, khi mà thầy giảng pháp, Như Đức đi vòng vòng, Như Đức để ý, Như Đức nói cái môn giảng của cái vị này nè là cái môn giảng nhân sinh. Cái môn giảng này con người ta dễ tiếp nhận. Cái cách giảng này vui, làm cho người ta không buồn ngủ. Nếu mà giảng pháp mà cái môn này là thành công. Đó, Những Đức để ý. Còn cái môn lễ Phật á, Những Đức đi, Những Đức đứng, Những Đức nhìn cái hội chúng lễ, Những Đức nói cái môn lễ Phật này nó như một lượng sống vậy đó. Như lượng sống vậy đó. Một câu đầu tiên giảng và cái hội chúng phát âm chung. Khi cái hội chúng mà phát âm chung, quý vị, thì nó trở thành một cái lực chúng, cái lực công phá, quý vị. Cái hội chúng là cái lực công phá. Thì từ nơi đó mà Những Đức nhìn ra cái môn lễ Phật này số 1. Cái môn lễ Phật niệm A Di Đà Phật đó số 1. Ngày xưa Những Đức mới đến là niệm A Di Đà Phật số 1 luôn. Nó thì quý vị biết rằng sau này Những Đức đi xuống đây, Hòa Thượng nói chùa mà niệm A Di Đà Phật ít lắm. Chỉ có Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Nhưng mà ngài thì bên nước ngoài. Bây giờ mình mà niệm A Di Đà Phật á, nhiều người người ta nhìn ngó mình lắm. Nên ông nên đổi lại niệm 6 chữ đi. Những Đức vừa nghe Những Đức hiểu. Mà lạ thay, Những Đức có linh tính trước đó thời gian khoảng 2 tháng là Những Đức đã thu âm, thu hình luôn cái điệu niệm 6 chữ trước thời gian. Trước khi Hòa Thượng kêu Những Đức 2 tháng, Những Đức đã thu âm, thu hình xong cái điệu lễ Phật 6 chữ này. Điệu lễ Phật 6 chữ giờ vi đang tu nè. Đó, niệm địa chung rồi Những Đức làm sẵn hết chứ. Thì xong Hòa Thượng vừa kêu vậy là Những Đức đưa cái điệu niệm 6 chữ này qua tu luôn trong chùa mình. Nhịp nhàng y rang 4 chữ luôn, không khác chút nào. Nó cũng là một phương pháp lễ Phật mà nó như một dòng sống rầm rầm ào 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 vậy đó. Bởi vì biết rằng là cái môn lễ Quan Âm Bồ Tát này Những Đức cũng nhìn ra. Khi mà Những Đức còn ở trên chùa trên kia là quý vị biết cái quyển sách mà Lại Quan Âm á, là Những Đức đã in cái quyển sách đó cách nay khoảng cỡ 13 năm về trước. Quyển sách Lại Quan Âm mà Những Đức thường cầm đó, bự bự á, là từ đó tới giờ chỉ có đúng Những Đức mới in cái quyển sách bự nhất đó, là trên đó có quyển một, đúng quyển luôn. Thì khi mà Những Đức ở trên đó mà Những Đức đi đó thì lạ thay, Những Đức không cầm gì chứ, chỉ đúng cầm cái quyển sách lễ Bồ Tát Quán đem đi theo, không biết sao luôn. Thì sau này cái nhân duyên mình làm mình thấy rõ ràng, quý vị ơi, Những Đức hướng dẫn người Lại Quan Âm Bồ Tát. Mà hồi đó là Những Đức đã thấy rồi, cái môn lễ Quan Âm này nó quá hay. Đừng có nói là tổn khí mệt gì mất công đi. Con người người ta thích tổn. Tổn một chút mà nó lại háo hức. Nên á, chư tổ sư nói á, thấy không? Khi mà mình thô tâm á thì con người nó lại mệt mỏi. Mà khi mà dịu tâm thì con người lại ngủ gà ngủ gà. Thì coi con người mình nó hai trạng thái như vậy đó. Nên mình cần quân bình tâm. Thì niệm Phật cứ niệm, vọng tưởng cứ mặc kệ, làm sao miệng tiệm tai nghe là được rồi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái môn lễ Quan Âm này vẫn là đạt nhất. Và hàng Phật tử đều lấy cái môn lễ Quan Âm này áp dụng. Khi Những Đức thu âm những điệu lễ Quan Âm hiện tại, người ta rất lễ theo đông nhiều nơi. Và cái vị đó ngày xưa Những Đức biết thì cũng là bây giờ cái điệu lễ Quan Âm đó của thầy vẫn còn. Và người ta lễ, người ta vẫn lấy cái điệu lễ Quan Âm đó của ngày xưa mà lễ. Chứ Những Đức thấy rõ ràng mà. Tại vì sao quý vị? Nó rất là háo hức quý vị. Nó làm mình hừng hực vậy đó. Nên khi quý vị hướng dẫn người tu đó, vì để ý chỗ này,
Khi để ý rồi quý vị sẽ đưa phương pháp ra, và nó rất là đạt, nó cực kỳ đạt luôn. Và khi những đức đã chuyên tu niệm Phật rồi, nghe quý vị, hình như văn tự những đức gọt bớt nhiều lắm. Từ khi bị biết những đức tới bây giờ là văn tự những đức gọt bớt rất là nhiều, đúng không? Gọt giảm lại rất nhiều, và đi vào chỉ còn có một câu Phật hiệu. Thì biết rằng là khi chúng ta phóng sanh là những đức chỉ còn đọc cái tam quy y, nó không còn đọc cái gì nữa chứ, thấy không? Thì biết rằng cái chủng tử của những con động vật đó đó, những đức muốn gieo cho nó cái duyên câu Phật hiệu và quy y tam bảo thôi. Khi nó mất đi, nó tái sinh lại, nó sẽ là một chúng sanh niệm Phật. Một chúng sanh niệm Phật. Với thêm một cái nữa quý vị ơi, khi mình phóng sanh á, thì giống như mình là con người bị ở tù mà được thả. Mà đã là thả thì mình mong, Thầy ơi mở cửa tù giùm tôi đi, càng sớm càng tốt. Thời gian ở trong đây, ăn ở đây rồi đi ra cũng ở đây, chắc là ở tù chắc nó hôi lắm nha quý vị. Chứ sao mà ở tù mà thơm với nhà, thấy không? Mình nghĩ là ngày xưa mà ở Côn Đảo đâu mà tù mà ta xiềng xích chắc kinh khủng lắm quý vị. Địa ngục Trần gian. Mà cái ý chí của người ngày xưa người ta kinh quá quý vị ơi, quá kinh khủng, thấy không? Tư tưởng, cái tư tưởng người ta nó kinh khủng quá. Thì quý vị biết rằng là khi mà nói thả người ta thì người ta nói họ thả sớm sớm giùm đi, càng sớm càng tốt. Thì những đức tin chắc 100% mấy con chim, mấy con bồ câu này cũng Iran, mấy con cá cũng Iran. Iran luôn, đúng quý vị? Càng sớm càng tốt, càng thả sớm càng tốt. Làm nhanh nhất đi, thả giùm cho tôi đi, thấy không? Mà có khi những đức thấy, mà có khi thả chim nó bay quý vị, nó vừa bay mà nó vừa đi phăng luôn. Nên nó bị hợp như đức nói, có cái cô đó như đức nói, niệm Phật, niệm lớn lên vỗ tay háo hức như thả chim. Bà niệm lớn lên mà bà hả cái miệng lớn quá, khi con chim nó bay ra quý vị, nó đi cục phăng vô cái miệng bà. Bà chạy qua khu tăng, bà gặp như đức, bà nói thầy, thầy chèn ô, hồi nãy con niệm, con nghe lời thầy niệm lớn lên, niệm háo hức của vỗ tay, cuối cùng con hả miệng cái con chim nó ỉa vô vô miệng con. Con hỏi thầy có sao không thầy? Như đức hỏi cuối cùng phăng đó bà có nhả ra không? Bà nói con hả ra, con niệm lớn quá cái nó đi tuốt cái trong cuốn học, cái đầu nó vừa đi vô xong cái con niệm thêm câu thì nuốt vô luôn. Bây giờ con sợ quá, con hỏi thầy nó có làm sao không thầy? Như đức nó không có sao, nó hên chứ không có sao. Bà coi bao nhiêu cái hội chúng con người đông vậy mà có ai bị đi vô miệng đâu. Có mình bà mà được phân chim ỉa vô miệng là nó hên, không có sao đâu. Những đức hỏi bà có nhả ra không, là những đức nói bà nhả ra là nó không hên. Tại bà nói bà nuốt rồi nên mình nói thôi bà nuốt vô thì nó hên. Ồ, bà mừng bà đi tung tăng vô mánh rồi. Chứ nếu mà bà nói bà nhả ra thì mình nói nhả ra hên đó. Tại vì bà nhả ra rồi, thấy không? Thì cái này nó trúng ngay bà là duyên. Còn bà nhả ra vậy là không có gì đâu, nó tốt, không có gì đâu, nghe là bà cũng được. Còn này bà nói nuốt rồi, nó nuốt tốt. Chúng sanh ta thích vậy đó quý vị ơi, lạ kỳ vậy đó. Nên á, một chút đứng mà khi chim thả mà bay đó, niệm thì niệm nhưng mà cũng cả cái thằng nhắm mắt nhắm mũi mà a di đà phật vớt vô một cục vô ra tiêu luôn, hiểu không? Nên từ nơi đó không công nhận đi đến chùa mình có nhiều cái nó mắc cười quý vị ơi, nhiều cái nó rất là mắc cười luôn. Nên á, cái chỗ đông người này cũng vậy, lễ dưới Quan Âm được cũng vậy nữa, khi mà mình niệm Phật hoặc là khi mà phóng sanh cũng như thực là thường đông chặt, nên ngồi xuống hết là chắc ăn nhất. Nhà to thì ngồi hết là chắc ăn rồi, nhưng mà lúc mà chen lắng là hết sức cẩn thận, nhớ không? Cái chỗ đông người đi đâu á, tiền bạc cúng dường tam bảo thì cúng, còn cái tiền bạc nào để nhà thì để,
đừng có đeo dây chuyền, đừng có đeo vàng vòng gì cầm theo. Thí dụ như đi ra kiếm mua cái điện thoại trắng đen, bỏ cái sim vô cần báo gia đình cái gì thì báo, để điện thoại cảm ứng đồ này kia ở nhà. Còn nếu có cầm theo thì cẩn thận, đừng có sạc để tùm lum. Sạc để tùm lum coi chừng bị mượn xài, không có ngày trả lại. Hiểu không? Thêm cái nữa, dép dài, mua mấy cái đôi dép mà người ta mà cái gì, người ta bỏ ra siêu thị rồi người ta đưa ra, mua mấy đôi dép dụm dợm, dép Lào gì mang đại đi. Hiểu chưa? Chứ đừng có mua đôi dép xịn xịn đi chùa nghe, mà nó lộn, đa phần nó lộn dép mới. Cho người biết nè, bây giờ chùa mình đông lễ lộng gì nghe, nó có một đội ngũ đi móc túi. Móc túi nó cũng có một đội ngũ luôn. Không phải là người tu của mình mà đi lấy dép đâu, mà là cái đội ngũ đó thấy dép xịn nó gom luôn. Đó, cho quý vị biết nó không đơn giản đó nghe. Nên mình đi đến chỗ đông người mình cẩn thận nghe quý vị. Chứ thêm nó đêm hôm mình ngủ đó, mình ngủ mê rồi mình cầm điện thoại gì mình ngủ mình bấm bấm chứ mình quên cầm gì nè, đi ngang cầm điện thoại đi luôn. Thấy không? Nó có cái cô kia cũng có đeo cục dây chuyền, mà cô lợi cô lại Quan Âm cô lại xong đó, nó cũng mỏi, cô ngủ nó quá ngủ ngon. Vậy mà cô đeo cục dây chuyền vậy đó, mà đi ngang nó nhấc cục dây chuyền đứt ngang nhẹ, nó kéo ngang nó đi. Thức dậy không còn thấy cục dây chuyền. Còn có cái bà đó đeo đau bông gì mà nó tháo đau bông bà vẫn không hay. Cái bà ngủ gì mà ngủ ác nhân ác đức, mà ngủ dữ gì. Ngủ gì mà ngủ dữ dằn vậy chàng. Cái đau bông tháo mà cũng không hay nữa. Kiểu này chắc mà nó hiểu không? Cái bà gì đâu mà ngủ thấy ghê vậy chàng. Hiểu không quý vị? Nó bây giờ đông người, lễ dưới âm đông người nè, nên mình á coi mình chuẩn bị cái mền gì mình cầm theo, hay là có niệm gì đó mình cầm theo một miếng đi cho nó chắc ăn. Vì đông người mà mình cầm cái miếng của mình quý vị, nó dễ lại hơn. Như tìm cái nó cầm theo một cái mền, để bằng đêm á mình đắp cái mền mình ngủ. Lỡ mà mình có trong phòng thì mình nằm trong phòng, còn nếu như mình nằm ở ngoài á mình cũng có cái mền. Mình che bổ bối đồ lại. Yêu bổ bối không? Nó là chứ thôi mà nó không có mệt gì, cho mình nằm lăn nằm ngã nằm nghiêng mà. Mà không, cũng mấy chú trong chùa đông đông đi tới lui tội nghiệp mấy ông. Thấy không? Mình là phụ nữ mình ngủ quý vị ơi. Mình cũng có cái gì mình che ngang cái. Thấy không? Chứ mà mình ra mình đã là bổ bối thì phải cắt cho kỹ. Chứ mà để tùm lum tùm la kẹt lắm quý vị. Thấy không? Nó nên bổ bối nó để cho chồng thôi, đừng cho ai nhìn nghe chưa. Nó mình đi đâu mình phải kỹ, mình chuẩn bị vậy đó. Nó mình chuẩn bị rồi mà khăn mình cầm theo. Nó mình cầm khăn theo để chi, mình tròn cổ đồ. Khi ngủ nó nói có cái khăn mình tròn cổ nó ấm áp một chút. Thấy không? Còn mình lên mình nghe pháp thì mình tròn khăn thấy cũng đẹp. Không, những đức nói những đức tặng khăn cho mấy cô nghĩ lại đẹp. Hay á. Nên nó nghe giảng mà tròn cái khăn vàng quá đẹp. Mà những đức đang chuẩn bị đặt 10,000 cái khăn nữa đó. Mà khăn kia này là khăn con công. Khăn rất là đẹp, nó không phải giải giống gì, mà nó giống như là lưới vậy đó. Cái khăn kia là nhìn á, những đức định đặt cái khăn này là quý phái lắm. Nó giống như là lưới mà có con công đẹp lắm. Nó, khăn này xịn sò dữ lắm á nghe, không phải giỡn á. Đang đặt mà không biết chừng nào có. Thấy không? Đó, nên đi mỗi tuần chủ nhật thế nào cũng có. Mỗi tuần chủ nhật đi thế nào cũng có thôi. Thấy vậy? Quý vị coi đi đến chùa nghe, mà nấu ăn cho ăn, lo mọi mặt, mà rủ đi đến đây làm chi ạ? Là vì cái chuyện muốn đem Phật Pháp giới thiệu chứ làm chi? Đúng quý cô? Đó, đây gọi là Phật Pháp nhân sinh nè. Nên người người khắp nơi nơi mình tổ chức đoàn đi đến đây tu,
Đi đến đây thì dù cho bây giờ mình có chặt chặt mình nằm ngủ đêm nó cũng cảm thấy ấm áp. Nó đi đến đây thì những ngày thường thì thôi mình có khăn mình tròn rồi thôi, chứ mền gói thì cũng có. Chứ người ta phải nghe bà tưởng đâu những ngày thứ bảy chủ nhật bà cầm mền theo đắp bổ bói rồi này kia. Hiểu không? Nó nên bữa đó nhà đứa đi ngang cái bà đó chắc mới đi chùa hay sao á, mà cũng nghe mình giảng chắc ít đi ra ngoài, bằng cái quần mà nó bó sát, cái loại quần mà nó bó sát quý vị. À mà bà ngủ mà bà bành hai cái chân ra gì nè. Không mà có nhiều người nghe quý vị, phụ nữ mình nằm mình đừng có ngủ gì nghe quý vị. Đàn ông thì có khi người ta ngủ chành bành ra gì. Mà những đức nó nói cho quý vị nghe nghe, ngày xưa giờ ngủ nghe, nếu không có cái mền đắp là không ngủ được. Không bao giờ nằm ngủ mà cái kiểu mà nằm ngủ mà cái kiểu mà không có cái gì đắp, ngủ vậy đó. Nó với lúc nào cũng nằm nghiêng bên phải mà nằm tương đối, trong cái kiểu mà chành bành vậy đâu chứ phụ nữ. Mà quý vị biết mấy cái quần mà bó bó sát đó quý vị. Trời ơi, từ cái đây mà ngay ngang luôn quần mà nó dài xuống là nó bó. Mà bằng cái áo cũng ngang luôn quần, bó luôn. Bà ngủ bà bành hay cái chân ngang gì. Vì thấy kỳ không quý vị? Quá kỳ luôn. Xong những đứa đi qua lại mà thấy mấy thầy, mấy chú đụng đi qua lại, những đứa đi ngang bà, những đứa khiều khiều cái chân bà nè. Khiều khiều cái chân bà mở mắt qua nhiều gặp những đứa bà nói, thầy. Ý là ông thầy này cái gì kỳ vậy trời, mà bà biết mình, bà thích mình mà, quý mình mà. Lấy chân đá chân bà. Mà thường đàn ông đá chân đàn bà là ghê lắm á. Không giỡn đó quý vị. Ngày xưa ngoài đời mà nói chuyện với mấy em mà ngang ngang mà ngồi bàn á, mà năm bảy đứa mà khiều khiều chân mà cừ cừ là ra chọc liền đó. Đá chân mà cừ cừ là thế đó ổn rồi đó nghe. À, nên đi ngang đá chân bảo kêu thầy. Thế nói là thầy mà không chọc mình chen. Thầy vui lắm mà nó chọc mình á. Đá chân mà cái này thầy. Đức nói khép lại một chút. Sao giờ Đức bỏ cho Đức đi? Mà tôi đâu kêu chân ba cái gì mà kêu thầy ngon lành. Anh kêu khép lại chút. Là bà biết rồi. Là bà nằm bà quay mặt bên kia bà ngủ nữa. À, không, đó là một câu chuyện mà để nhắc nhở quý vị. Thấy không? Nhắc nhở mình đó quý vị ơi. Nó nên mình cái chỗ mà đường xá rồi mình nằm mình ngủ phải cẩn thận. Bây hởm nè, bên Cu Tăng này nè, nó có một bà, bà nằm ngủ gì mà kỳ cục. Quý vị biết á, cái ghế cái chăn Cu Tăng mà cái chăn cây sala đó quý vị, một cái ghế mà cái ghế nó cục, bà ngủ bà đâu có nằm hết được cái ghế quý vị. Thì hai cái chân bà để xuống, hai cái chân bà để này kiểu này nè, từ ngang lưng quần thì lên cái đầu thì nằm trên ghế, mà hai cái chân bà để xuống, bà thòng xuống. Quý vị bà coi bà nằm kiểu đó thì chịu nổi không? Mà Cu Tăng mấy thầy mấy chú đi qua đi lại, ông nào ông nấy làm gì nè, đi qua đi lại cứ những đứa kiếm kia. Có cái thằng nhỏ ở đó nó chạy lên, những đứa nói con nè, cho con cái sợi dây thun nè. Con xuống con bắn giùm thầy bà đó cái con. Rồi xong cái thằng nhỏ nó hỏi là con bắn bả lỡ bả la con thì sao thầy? Nhưng Đức nói là thầy kêu bán cho bà biết. Nằm ngủ gì đâu mà kỳ cục với trẻ. Đúng quý vị? Chỉ cần nói thầy kêu bắn là bà biết rồi. Chứ nếu mà thầy mà ẩu tả thầy xuống thầy bắn rồi. Còn cái này thầy kêu bắn là thầy kêu nhắc nhở đó. Nói mốt bà đừng có nằm gì nữa nghe chưa. Nằm gì đâu mà kỳ cục. Hiểu không? Nó nên phụ nữ ăn tổ nói phụ nữ phải cần được dạy cho nhiều. Mà dạy làm sao mà dạy vui họ mới nghe được nha quý vị. Ừ.
Chứ gặp mà lại đây mà nói dạy oai nghi, dạy này dạy kia nghiêm túc, họ sợ họ điên hết á. Nên cái cách nói những đức là truyền tải giáo dục bằng một cách cực kỳ vui. Nghe nghe không? Đó, đó là cái mà quý vị nghe để ý. Đừng bao giờ nghĩ cái chuyện đó của ai nghe. Chuyện của mình đó. Chuyện của mình đó, hay không? Nó nên mình là người phụ nữ mà có chồng thì có chồng chứ, mình phải kỹ lưỡng chứ. Thấy không? Nó với thêm cái việc đó là thường đứng gần những đứa đừng có cạ cạ vô. Ưa cái vụ này quá à. Cái ngồi cứ đứng sát vô cạ 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 vô người. Mình nói nhiều quá hả? À? Hiểu không? Cái vị coi mấy bà chơi hai cái ống quặng rồi mấy cái. Kinh khủng thì vị ơi. Nó thôi cô ơi cô, cô mệt quá. Xỉu. Thấy không? Đó là tôi nhắc nhở đó nghe. Những đứa kia bất cứ ai hay ông thầy nào thì mình đứng xa xa ra một chút. Thấy không? Có chụp hình thì cũng đừng có bao giờ dịnh vô người quý thầy. Riêng những đức thì khi dịnh vô những đức không có nói cái gì, tại vì sao? Mình làm sợ người ta mắc cỡ, người ta ngại, người ta buồn. Nên mình im gu. Nhưng mà dịnh nhẹ nhẹ còn được chứ cái này mà chơi nguyên vô luôn. Nó kỳ quá quý vị ơi. Đúng quý vị? Kỳ không? Kỳ mà. Mình cũng ngại ngại, nói thật sự là mình không có ý gì đâu, vì mình không có cái tâm mà mình là người mà quý giá gì đâu. Mình là giống mình những đức đã từng nói, những đức ngoài đời hư quá đâu có gì đâu. Nhưng mà nói chứ thấy nó bây giờ nó hơi kỳ kỳ. Nó kỳ kỳ là đứng dựa sát sát vô nó kỳ quá. Rồi nhiều người không hiểu người ta nói này nói kia. Không, mình đứng cách xa nhau một chút đi. Đúng không? Hoặc là dù như đức đứng đây bị đứng sau này một chút thì sao gì thì nó đâu có gì đâu, không? Chứ đừng có mà đem hai cái ống quặng mà. Mà bây giờ ta thiết kế ống quặng nhiều quá. Nhiều quặng quá, thấy không? Từ nơi đó giết mà thì biết là lưng nổi mục tùm lum tùm lá, thấy không? Đó đó là cái điều mà nhà đức nhắc nhở hai nữ đó nghe, nhắc nhở quý vị đừng có nói là thăng gì quá gì chứ á, không có thăng gì mà cái chuyện này chứ á. Nên mỗi người nên cách xa nhau một chút đi, còn nói chuyện thì là nói chuyện, còn ngoài ra cách xa nhau một chút, thấy không? Với thêm cái nó đừng có bao giờ mà quỳ mà dịnh vô đùi ông thầy. Cái này nó không đúng quý vị ơi. Mình sồn sồn với nhau mà. Quỳ mà dịnh vô đùi mà. Thấy không? Cái cơ thể con người chúng ta nam nữ á, điện dương điện âm mà nó đụng với nhau, nó giật tực 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 đó quý vị. Ý nhận đức muốn nhắc quý vị là quý vị hãy làm điều này với tất cả những người thầy. Đừng có nên như vậy. Mình cung kính là cung kính, chứ đừng có bao giờ quỳ mà cái kiểu mà mình dịnh vô chân cẳng với thầy chi. Kệ cho họ tu yên đi. Bây giờ quý vị không có nghĩ gì, biết đâu cái tâm họ làm sao. Thấy không? Tại vì điện này ghê lắm. Nó không phải giỡn đâu quý vị, chúng ta không có nói ai chứ nha. Mà mình nói chung với nhau đi, để mình giữ nhau mình tu. Thấy không quý vị? Đó. Nó giờ thôi khỏi thử với tôi dở lắm. Thấy không? Tôi dở ẹt khỏi rồi nói dòng vô. Lãng hoạn ẹt chết mồ hết. Thấy không? Nó hư dữ lắm đó nghe. Nên thôi tránh với nhau là tốt nhất. Quý trọng là tôn trọng giảng pháp, hướng dẫn tu. Chứ không phải là gần gũi nhau là tôn trọng nhau đâu. Thấy quý vị? Đó là nhắc hết trơn rồi đó nghe. Quý vị thấy tiền buổi giảng đơn giản mà nhắc nhở mình không? Chứ mình đã có chồng rồi. Mình là phụ nữ có chồng rồi, mình phải tôn trọng chồng mình. Phải tôn trọng chồng mình. Mình tôn trọng chồng mình đó là cái phúc báo mà chồng mình kính trọng mình. Thấy không? Đó. Cái đó là cái quan trọng lắm quý vị à. Nên quý vị làm sao mà chồng quý vị kính trọng quý vị là chính cái hành động phước báo của quý vị. Là mình đi ra ngoài mình không có dám mà gọi là liếc mắt đưa tình với ai. Tuy là chồng không biết mà đó là giảm phúc báo, phúc đức của mình. Cái âm đức đã giảm rồi là tự nhiên chồng không có tôn trọng mình. Và thường sợ lo mình.
Nên mình là một người phụ nữ, đối với chồng mà mình còn hơi khó thì chồng sẽ rất yên tâm khi mình đi ra ngoài. Cái người đàn ông là nó nghĩ lại đó nghe quý vị, nó nghĩ ngược lại đó. Vì vợ của mình nó dễ quá, mà có khi nó còn đòi hỏi với mình, thì chồng sẽ rất lo khi mình đi ra ngoài. Còn mình là một người phụ nữ mà đối với chồng còn khó thì tự nhiên chồng sẽ rất yên tâm khi mình đi đâu. Đàn ông nó nghĩ lại mà, 100% quý vị suy nghĩ đi. Nên bây giờ nếu ngày xưa bây giờ quý vị cũng lả lơ, nhưng mà đối với chồng, nhưng mà bây giờ quý vị nghe những đức giảng câu này, quý vị từ nơi đó, đây quý vị nói từ hôm nay biết tu rồi, không có thích như vậy nhiều nữa, không có thích nữa. Nên từ nơi đó chồng, khi quý vị đi tu, chồng yên tâm đấy, bây giờ giữa mình mà nó còn khó mà chứ đừng nói cho ai, thì tự nhiên nó yên tâm mình đi tu, hiểu không? Nhớ kỹ, người đàn ông họ ưa suy nghĩ mình quá dễ với họ là mình sẽ dễ với người khác. Nhớ nghe không? Chứ không phải nói là chồng tôi thì tôi thoải mái cho chồng vãi, mà nó nghĩ là mình quá dễ, nó đòi hỏi nữa. Nên từ nơi đó mình, nó sẽ gặp thằng khác nó đòi hỏi, nên mình đi đâu nó cũng lo, nó nghi kỵ giết mình khó đi chứ gì. Hiểu không? Mình nên nghiêm túc, mà nghiêm túc sẽ được sự tôn trọng. Nghiêm túc sẽ được tôn trọng. Giống như một cái bánh mà nó bay mùi thôi, thì thật sự trong lòng rất muốn ăn cái bánh này, nhưng nếu có cái bánh mà đem cái nạp tới họng cho ăn không, thì giết cũng ngán cái bánh này quá, không có hương vị gì. Hãy tự mình suy nghĩ nghe. Nói giới thiệu nhiều không, cái này cũng nói nhiều quá rồi đó. Thấy quý vị không, quý vị thấy quý vị đi về chùa tu, những đức có hướng dẫn quý vị mà, hướng dẫn mà còn kỹ nữa chứ, thấy không? Người ta nói là người ta nói đơn giản, người ta nói mé mé thôi, ai mà dám nói rõ ràng vậy đâu. Còn mình bây giờ nói mé mé nghe không có được, nghề nghĩ tầm bậy. Bây giờ mình nói thật luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà thời gian chúng ta biết nhau lâu ghê, mà nhận đức với mấy cô nó đâu có gì lùm xùm lãng quảng đâu, đâu có đâu quý vị. Là do thêm cái nữa là mình không có đi đâu chung, không có đi đâu chung. Chứ gặp mà đi đâu chung mà đi ra ngoài mà chừng cỡ tuần 2-3 ngày, hoặc là đi chỗ này chỗ kia, dù là đi đến cái nơi mà chim bái Phật đồ nãy nọ nghe, nhưng mà vẫn là mấy cô phải bưng đồ ăn, hoặc là lo cho thầy, hoặc ra vô cái phòng của thầy ở. Tại vì sao phải lo cho ông thầy? Nên ra vô, mà nó ra vô giết á, nguy hiểm lắm quý vị ơi. Nó thiệt đó, nó không có giỡn đâu. Cả cái tâm của mình nó cũng lãng quạng, mà cả cái tâm ông thầy nó cũng lãng quạng luôn. Mình nói đây phải quơ đũa cả nắm, nhưng mà tránh đi vẫn là tốt. Thấy không? Tránh vẫn là tốt quý vị. Những điều mà nhà Đức hướng dẫn quý vị, mà cả chồng quý vị nghe, chồng quý vị cũng chấp nhận là ông thầy này giảng tao chịu. Giảng rõ ràng đó quý vị. Mình đi đến chùa dù mình có quý trọng ông thầy cỡ nào quý trọng, nhưng cái chuyện làm Phật sự nói nghe, phải làm sao tùy duyên. Không có được mà cái chuyện cầm tiền mà tùy tiện mà phan duyên, mà đi làm Phật sự mà không thông qua chồng hoặc giấu chồng. Khi chồng mà biết được cái tác hại cực kỳ lớn, đó là chồng mất lòng tin với Phật pháp. Đây mới tác hại lớn nè. Và chồng không bao giờ kính trọng ông thầy. Mà quý vị cứ tin đi, ông thầy ông đã làm đúng chánh pháp, đúng như lời Phật dạy, thì 100% quý vị không có người này cúng sẽ có người kia cúng à. Yên tâm đi, những cái gì cúng là trong cái phạm vi của mình đó mà làm. Đừng có bao giờ mà dính vào cái tiền bạc của chồng công vợ. Dính vô vậy là phải thông qua, phải hỏi chồng, chồng đồng ý mới làm. Đây là tôi dạy rất rõ ràng. Tôi chưa bao giờ tôi nói một người phụ nữ nào đi đến chùa này tu mà tôi nói rằng tôi nói ngọt dịu chứ bị đưa tiền cho tôi. Lo là lo cả chùa, đâu phải như đức ăn riêng đâu mà đi làm điều này. Không ai dạy làm điều này chứ. Nhưng mà gia đình biết được mất lòng tin với Phật pháp. Nó nên á, con cháu mà nhỏ nhỏ gì nè, cúng dường đừng có kêu nó đưa cho thầy. Quý vị lớn bị đưa những đức nhận còn được, con nít đừng có kêu nó đưa. Khi con nít kêu nó đưa nó không hiểu, nó nói công nhận làm người tu được đưa tiền ngon ghê.
sau này nó sẽ đi làm người tu để nó kiếm tiền sao? Kêu nó cầm bỏ vô thùng Tam Bảo, nó hỏi tại sao cúng cho Tam Bảo vậy mẹ? Mình nói rằng Phật Pháp Tăng nhờ ba ngôi báo này mà chúng ta có chỗ nương tựa, nên con cúng dường những ngôi Tam Bảo Phật Pháp và Tăng. Nghe không? Chứ đừng có kêu con nít đưa tiền cho những đức, nghe không? Đưa tiền cho đức sao thì đức khó dạy nó đó. Và nó đi tu để nó mong nó có tiền đó. Hãy kêu nó cúng vô ngôi Tam Bảo đó, thùng Tam Bảo, tập cho con mình có cái nhân duyên đó thì được. Còn quý vị là hiểu thì cầm, đưa thì cũng được. Đây là quý vị hiểu. Chứ đừng có nói là con của con đi kết duyên với thầy. Không, không cần kết duyên đó đâu. Chỉ cần kết duyên khác, niệm Phật hoặc các cháu dễ thương là được rồi. Nó nên từ nơi đó, đó là những điều những đức nhắc nhở vị rất rõ ràng hết chứ. Mình đi học Phật làm sao để mình truyền tải Phật Pháp, chứ không phải mình học Phật mà để cho người ta phỉ báng Phật Pháp. Thấy không? Mình ngày xưa mình chưa tu, tính tình mình chửi chồng chửi con thì sao? Nhưng bây giờ mình đã tu rồi, tuyệt đối cái này mình phải sửa. Nếu quý vị kính trọng những đức thì quý vị hãy làm những điều những đức dạy quý vị đi. Nếu như quý vị không làm những việc những đức dạy quý vị thì quý vị đâu có kính trọng những đức đâu. Người ta còn phê phán những đức nữa, hiểu không? Vậy quý vị đâu có nghe. Nên từ nơi đó mà những cái việc bản thân mình, hành động tính tình của mình, xã hội ngày xưa mình có nhiều cái tệ đoan, bản thân mình bây giờ học Phật nghe rồi, điều chỉnh lại, sửa lại từ từ, điều chỉnh lại. Đó là thật sự y giáo tu hành cúng dường. Bởi vì cho thấy lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nó lúc trước mà chồng nói đến vậy gì gì, bây giờ không nghĩ đi, sửa lại, không có gì nữa. Mình người phụ nữ vậy nó cũng không ai khen mình đâu. Chồng có nói mình oan ức cỡ nào chăng nữa, mình đừng có dậy dãy lên, mình nhảy đùng 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 đùng, hoặc là mình nằm xuống mình lăn lộn. Oan ức tao, oan ức tao, oan ức tao, oan ức tao, đừng có làm vậy nghe. Giờ mình học Phật nó khác ngày xưa nghe không? Không bao giờ mà có cái hành động đó. Không có bao giờ mà nói mà oan ức tao mà dãy đùng 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 đùng, nhảy tưng 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 tưng. Hoặc là bước tóc đồ liện cài đồ, lấy đồ bông liện đồ. Nhất là nhẫn cưới, dặn nhau tuyệt đối không có cầm nhẫn cưới liện. Nhẫn cưới là một cái sự mà đánh dấu cho cái cuộc đời của mình khi đến với nhau. Thấy chưa? Không. Mà dặn nhau cái lột nhẫn cưới, cái này là thế nào cũng ly dị đó. Quý vị không nhớ nghe, có nghĩa là cả đời phải giữ gìn cái nhân duyên đó. Dù mình niệm Phật mình có muốn giảng sanh gì, nhưng mà cái cuộc sống ở đời phải làm gương cho người khác nhìn, để cho người ta thấy rằng mình học Phật có cái đặc biệt. Thấy không? Cái đặc biệt chứ đó. Với mình không có tùy tiện nói cái câu thôi tôi với anh chia tay đi, không có được nói giỡn câu này. Cái câu này nói đùa cũng không được nói. Nói câu này nó sẽ có sự thật của nó đó. Tiếng nói đã vợ chồng đến với nhau rồi, có con rồi, hãy suy nghĩ con mình đi. Nếu đặt vai trò mình là con, mình có muốn đi với mẹ mà không có cha, đi với cha mà không có mẹ không? Nhưng nếu mà mình đã bảo vệ cái hạnh phúc này đến mức cực điểm rồi mà chồng vẫn quyết định buông tay, thì mình nghĩ đã hết nợ rồi, thì thôi. Nghe không? Mình lương tâm mình không có nặng nề. Lương tâm mình không có nặng nề, nghe không? Còn nếu như mà mình tùy tiện, chỉ cần một cái gì nói động tới mình là bản thân của mình vì cái ngã mạn tức tối của mình mà mình chia tay, còn mình nghĩ mình cũng kiếm tiền được, sợ gì. Hành động này quý vị hoàn toàn là người phụ nữ học Phật sai. Thì nếu nói chúng ta học Phật chúng ta sai à. Người không học Phật chúng ta không nói tới, vì họ không có học Phật, họ không có hiểu. Mình là người học Phật, mình nên hết lòng bảo vệ cái hạnh phúc. Mà đã là người ta quyết định đá đổ thì bản thân chúng ta phải chấp nhận thôi. Mình sống những ngày tháng còn lại rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Như có một cô mà cô ít đi đến chùa, mà cô về cô có chuyện buồn mà cô uống thuốc chuột, cô tự tử. Hôm qua những đức lên, tí quên bả lên chứ quên nó lộn. Hôm qua bả lên chùa, những đức gặp bả, những đức nói nhìn bả này giống con chuột đi ghê à. Đúng không? Mà mình vô đây bả ở tu thời gian đi lấy năng lượng lại nghe. Nó dạ con xin ở đây từ đây tới dưới Quan Âm. Ừ, vô chùa ở đi, nạp năng lượng lại. Thì thấy không đi đến chùa, tưởng đâu á, buổi sáng mới gặp như đứa mới nói, rõ ràng thầy ơi, giống câu thầy nói sung gà tre.
tưởng đâu nghe pháp của thầy niệm Phật đồ ngon lành đi về đụng cơ nào cũng chịu đựng được, rồi cuối cùng về đụng một phát rớt đại. Tại vì sao? Nghe là nghe nhưng mà do mỗi tầng nó nạp năng lượng lại đây, còn không lỡ luôn cái ở nhà nghe pháp giảm xuống từ từ, quá nhiều cái phiền não nó áp xuống nó bao trùm lại, cuối cùng phiền não dãy đầy uống thuốc chuột tự tử luôn. Nên quý vị nói dù cỡ nào cỡ, đi đến chỗ đông người đừng bao giờ nói phiền phức, mà cỡ nào nó cũng có cái năng lượng của đại chúng, thù thắng lắm nghe không. Nhớ kỹ, buồn gì buồn tuyệt đối không nói đến cái tiếng tự tử nghe. Nói cái tiếng tự tử là cái thành phần tự tử đi theo mình đó. Nói cái tiếng bỏ chồng là cái thành phần bỏ chồng đi theo mình. Nói cái tiếng bỏ vợ là thành phần bỏ vợ đi theo mình. Mình nói ra cái tiếng gì mà tác hại là nó sẽ đi theo mình. Và nó chờ cơ hội nó đột phá một cái là mình phải tự tử. Làm gì mà uống thuốc chuột được. Nhưng mà cái thành phần uống thuốc chuột nó kêu mình uống đi ngọt lắm, uống đi hết khổ. Trong tâm tư mình lúc đó mình nghĩ là uống đi hết khổ, nên chước một chai thuốc chuột liền. Vì thấy không? Cái nghiệp quan gia nó khiến mình phải uống, mà lúc đó uống không có hôi. Nhưng mà khi mình mà bị xúc ruột lúc đó mới thấy nó hôi, là khổ rồi, te tua rồi. Thấy không? Phải biết trân quý cái bản thân mình có được. Không có gì một lý do gì mà hủy hoại bản thân mình hết. Nhớ kỹ nghe. Không ai thương mình, chính mình thương mình là hơn nhất. Bây giờ nhà Đức nói bị nghe, bà vợ chồng có thương nhau thì thương, nhưng mà mình bệnh đau nó có chia bệnh cho mình không? Mình bệnh đau nó chia phụ được đâu. Đừng nói chi đến cái chết. Lúc còn khỏe này hung nhau, truyền hơi cho nhau. Nhưng những đứa hỏi cho quý vị nghe, bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, lúc mình gần chết, mình hấp hối, mình thở hước hước, nó có thở phụ mình không? Tự mình chịu hết trơn. Và khi mình chết mình đi đọa lạc, nó có đem mình về cực lạc không? Nên chỉ là cái mối ăn tình khi gặp nhau trong cuộc đời, duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Nguyên lý tuy là hiểu như vậy mà không có được đá đổ, nhưng mà mình phải biết trân quý nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Đó là người khôn nhất, cực kỳ khôn. Thấy không? Không có được sống buồn. Này bên Nam cổ vũ dữ quá, được chưa? Nam này có mấy ông dữ dội quá. Cái ông này nay qua đây yếu siêu, lọt qua đây yếu siêu. Mấy bữa cũng la dữ lắm, bên này qua đây yếu siêu, thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết không có được sống khổ, không có được sống buồn, thấy không? Phải khoáng trắng lên, thấy không? Vì cái mạng của mình chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó khó gặp. Bây giờ thân người được, Phật pháp gặp, mà chúng ta làm gì phải kết liễu cuộc đời mình khi buồn khổ, đúng quý vị? Nhớ là cỡ nào chúng ta vẫn có con đường thoát nha quý vị. Điều là có lối thoát, yên tâm đi, không có sao, đừng có sợ. Dù bây giờ chồng bỏ mình, có 3-4 đứa con, mình vẫn nuôi con được, có sợ gì đâu. Không có gì phải lo hết kia. Nó còn ai đủ duyên thì mình nói chuyện qua lỡ chơi, giao lưu chơi vui vui một chút thôi. Nhưng mà tuyệt đối đừng nên gây dựng ra một cái đèo phía sau. Hiểu không? Nó đèo là nó kéo mình đó. Mình chào nhau nói chuyện vui vài câu thì không có sao, tại mình cũng là hiểu rồi. Chứ đừng có buộc cái đèo phía sau. Mình đèo phía sau nặng lắm, nó ghịch mình lại. Có cái bà kia kìa, bà 52 tuổi, 52 tuổi mà bà cũng nghe những đức giảng, mà cái nghiệp duyên đi hộ niệm, mà bà quen cái ông này 43 tuổi, bằng những đức luôn, bằng tuổi những đức. Mà người ta nói á, chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ thì điên điên khùng khùng.
coi. Về nghe, bà ghen ổng đừng có nói. Ghen ổng bà không còn tu tập được. Rồi ổng kêu bà phải tu cái này cái kia hết trơn, chuyển lại. Bà gặp những đức bà nói bây giờ con dính vô ái tình rồi thầy ơi, con không thoát ra được. Những đức nói bà thoát đi. Năm mấy tuổi rồi bà thoát đi, có gì đâu mà bà sợ. Nói bây giờ con từng tuổi này con nghĩ rằng con có dính mắt đâu, mà bây giờ dính mắt quá trời dính mắt. 43 tuổi mà nhìn còn được quá. Thì quý vị thấy những đức cũng còn được. Quý vị biết bà dính mắt quá trời dính mắt. Cuối cùng nha quý vị, khổ te tu. Đi đến chùa mình á, nghe những đức giảng, rồi xong những đức nhắc bà, những đức nói thôi mình từng tuổi này rồi, con nó cũng ngại. Nhớ không? Nói cái gì mà điều chỉnh lại gọn lại, điều chỉnh đi. Chứ bây giờ mình từng tuổi này gần 60 tuổi rồi, năm mấy tuổi, thì bây giờ thôi khéo léo gọn lại. Mà ôm vô cái đèo nó khổ nghe. Ôm vô cái đèo nó khổ. Kinh chưa? Nó cái đèo nó ghê thiệt. Đèo sau lưng á, đèo sau lưng quý vị, ghê thiệt. Nó quý vị thấy không? Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tình cảm, thấy không? Bây giờ thí dụ như giờ mấy cô sồn sồn mới đến chùa gì đi, mà chúng ta mà ngồi nói chuyện riêng với nhau đi, rồi xong rồi tự nhiên những đức nói rằng bây giờ thầy không muốn tu hành gì nữa. Không muốn tu hành gì hết chứ. Từ khi mà thầy gặp cô tới giờ sao tâm tư thầy sao xiết vậy? Nghe câu đó cái nói bây giờ nếu mà vậy thì làm sao? Mà chết quẹo liền đó quý vị ơi. Bởi vì đừng có ngồi nói chuyện với nhau. Thấy không? Nó ghê lắm chứ. Nó ưa bẻ lái kỳ lắm. Ồ, nó quẹo 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 quẹo. Nó vào cái cô quẹo. Thấy không? Nó quẹo quẹo quẹo, nó quẹo vào cô quẹo. Ồ quý vị ơi, mình thì đường chống mình không chạy đâu, mà sao mình ưa chạy vô đường hẻm lắm. Ồ ghê lắm quý vị ơi. À, nên trong kinh Phật nói á, thiên đàng có cửa không đi, mà địa ngục thì đóng cửa thì xô vào. Mà quý vị thấy cái cõi u minh nó tối tăm mà, mà sao nó cứ nhào vô? Biết u minh không? Hiểu quý vị? À, có cái ông đâu bị mù, mà vợ cũng mù, mà ông đẻ 4 đứa con. Vợ đẻ 4 đứa con. Những đứa nói ông cũng cao thủ thiệt. Mù không mà cũng được 4 đứa, sản xuất cũng đặc biệt ghê. Mà ổng nghe những đức giảng nói câu rất hay, mà những đức học, ổng nói nè, thầy biết rằng mắt mù tai không mù, ghê không? Nên thầy biết rằng thiên đàng có cửa không đi, u minh tối tăm nhưng chui vào. Ổng nói câu ghê gớm không? Thì đây, tối tăm mà tôi ghê thiệt chứ. Mà thấy tối tăm không? Hiểu không? Không, tự mình suy nghĩ đi. Ở đâu nó tối tăm? Địa ngục tối tăm. Mà vào chỗ đó là vào địa ngục đó. Nhưng mà đa bằng con người chúng ta thích vào cái chỗ địa ngục. Nó cũng vì cái địa ngục đó đó nghe quý vị. Mà nó chữ cha mắng mẹ, cự cãi anh em, rồi mắc nước, mắc danh, mắc tiếng, mắc củ cải, bệnh hoạn, chết. Cái địa ngục đó nó đáng sợ. Hiểu cái địa ngục đó chưa? Cái địa ngục trần gian đó ghê thì quý vị. Mà cái địa ngục này bây giờ nó giải khắp nơi nơi, chứ không phải một chỗ. Nội mà ở đây không là bao nhiêu địa ngục. Kinh khủng không? Mấy ông thấy chưa? Bởi vì làm sao mà thoát khỏi địa ngục? Bởi vì nếu không tín nguyện niệm Phật là chắc chắn chúng ta đi vào địa ngục. Đúng quý vị? Nó
Nó nên cái đường địa ngục mà một đời người đi qua lại biết bao nhiêu lần mà nói. Còn cái đường cực lạc á thì cứ niệm Phật hoài mà không thấy cực lạc. Là tại vì sao? Vì cái quân tập địa ngục của mình nó nhiều quá, nên cuối cùng nó thấy địa ngục nhiều quá nên không thấy được cực lạc, quý vị. Cái đó là vô minh che lấp trí tuệ. Quý vị coi một đời quý vị nghe nhà Đức giảng chỗ này, quý vị thấy không? Phải không? Là chúng ta đi vào địa ngục biết bao nhiêu lần mà nói chưa? Tuy là tưởng đâu là khoái lạc nhưng thật sự đi vào địa ngục. Ghê thiệt. Cái này là giảng đến mức cực điểm rồi đó quý vị ơi. Quá dữ dằn đúng quý vị. Nó chừng nào quý vị nhẹ chỗ đó thì quý vị sẽ thấy cực lạc. Hiểu không? Bây giờ quý vị thấy không? Hồi nãy tới giờ bây giờ là 10 giờ 35 phút. Thấy không? Thì quý vị thấy á, quý vị ngồi ở đây, quý vị cảm giác nó có cực lạc không? Thấy không? Mà gần 2 tiếng đồng hồ mà vui mà khỏe. Nếu như quý vị đi vào địa ngục đó 2 tiếng thì chịu nổi không? Chịu thua. Tên nào tên nấy bò lết. Đúng không? Vậy mà ngồi đây gần 2 tiếng mà khỏe khoắn thoải mái, tỉnh táo hồng hào. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Các vị thấy không? Phân tách về cực lạc và địa ngục cho các vị thấy đó. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nó nên cái niềm vui kia nó được bao nhiêu thời gian? Chút xíu thôi. Như vậy mà ngồi đây 2 tiếng đồng hồ cũng vui ngon lành luôn. Mà quý vị ngồi ở đây, quý vị lại không khởi tâm tầm bậy. Bây giờ tất cả các cô, các chú ngồi đây đâu có ai mà khởi tâm vì cái chuyện dục vọng nam nữ. Đúng không? Đó. Thấy không? Dập tắt đúng không? Như vậy mà gần địa ngục là thấy. Gần địa ngục là thấy. Thấy địa ngục liền vậy đó. Nó cái địa ngục nó ghê lắm chứ không phải chuyện gì. Nó thấy chưa? Nên đến cái cõi ta bà này là đến địa ngục kế bên. Cái cõi ta bà này là địa ngục kế bên. Nên địa ngục không có điểm nào rõ ràng cố định, vì địa ngục nó quá nhiều chỗ. Nên cái cửa địa ngục mà mình đi vô, nó quá nhiều cửa vô. Nên chúng ta khó thoát địa ngục nếu như không tín nguyện niệm Phật. Nghe không? Giảng gì thì cũng không ai nói được cái gì. Tại tôi nói địa ngục thôi mà ai nghĩ gì đó nghĩ. Nhưng mà mấy người ở đây hiểu đó nghe. Ai hiểu đưa tay lên coi. Chúc mừng vì đã hiểu nghe. Vậy chúng ta đời này quyết tâm về cực lạc vậy ơi. Muốn về cực lạc phải làm sao? Nhớ niệm Phật nghe. Cười lên cái cười. Ha 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 ha. He he he. Oh. Quá đặc biệt đó quý vị. Chúng ta hẹn gặp cực lạc vậy ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.